shop mơ sướng .vn shop ạc uy tín liên quân giá rẻ các bạn ơi. Các bạn hãy xem ngay những shop nick cực kỳ đỉnh cao, ắc liên quân giá siêu rẻ, cực rẻ và ắc cực ngon các bạn nhá. Trò chơi cực kỳ hấp dẫn, cơ hội trúng thưởng 9999 kim cương. Và chắc chắn rồi, các bạn sẽ thử vận máy ắc liên quân và ắc cực ngon 100% vào được các bạn ơi. Hello, chào mừng em đã quay trở lại với cẩm nang nhà tôi ba đời cướp rừng. Thì như tập 1 vừa rồi thì mình đã có cướp búa xanh của một vị tướng Quyland. Thì nay cũng sẽ gặp Quyland và chúng ta sẽ cáo lại được là sẽ cướp cái con búa đỏ của nó các bạn nhá. Ăn đù. Đầu tiên thì chắc chắn nó sẽ không thấy mình điên nào đâu. Mình giả vờ lổ dái đi qua đường búa xanh nhưng mình sẽ quay được lại búa đỏ. Thì như trận trước thì mình có phân tích các bạn là 80% những vị tướng không có mana sẽ ăn búa đỏ. Nhưng bản Quyland này khả năng sẽ thuộc vào 20% còn lại thôi. Đấy, đầu tiên thì mình sẽ ăn trộm. Đấy, nói chung cái trận đấu này cảm giác nó hơi quen quen một chút, giống như mùa 2, mùa 1 đấy. Ăn mà tím thì không biết. Thường lệ thì các bạn sẽ qua, khi cướp xong các bạn sẽ qua kiểm tra con búa đỏ nhá. Và đấy mình sẽ, trong lúc qua mình sẽ sới tài. Đấy, để đổi hàng đấy đâu. Ôi, xong rồi các bạn ạ. Trời ơi, để cho cơ mơ sướng mà cầm được cái mảng ở phút thứ 1 này thì các bạn xong mình rồi, ok. Thì nói chung là thường lệ thì mình sẽ qua kiểm tra con búa đỏ các bạn nhá. À đây, Quyland rồi, đây Quyland chưa cướp búa đỏ của mình. Thì mình sẽ di chuyển qua búa xanh của mình. Khi tất cả các bạn cướp một đường ấy, thì các bạn sẽ, theo lý thuyết các bạn sẽ qua kiểm tra cái đường của mình. Ví dụ cướp búa đỏ của nó, thì sẽ qua kiểm tra búa đỏ của mình. Đấy, nếu mà nó chưa ăn ấy thì mình sẽ bỏ con búa đỏ đó và sẽ tập trung ăn cho mình con búa xanh thật nhanh, bởi vì mình cần rất quan trọng với con búa xanh này. Đấy, và tập trước thì mình có hướng dẫn tất cả các bạn cách có thể là cướp con búa xanh ở level 1, thì hôm nay mình sẽ quay ngược lại và sẽ cướp búa đỏ ở level 1. Thì theo các bạn phân tích nhé, thì khi cướp búa xanh búa đỏ thì cái nào lợi thế hơn, thì xong clip này các bạn sẽ tự mình phân tích được. Đấy, thì các bạn đều biết con búa xanh nó sẽ không khiến thằng Quyland thọt, nhưng con búa đỏ nó sẽ khiến thằng Quyland nó bị giảm sức mạnh nhá. Bởi vì một vị tướng có con búa đỏ thì nó sẽ có những sát thương đốt. Đấy, cho nên các bạn sẽ phân tích và cân nhắc. Chắc chắn thôi, mình sẽ có thám binh và cơ thể chủ động khi là một thằng cướp rừng đó. Thì khi con búa đỏ thằng Quyland đó thì mình sẽ cướp và... Ôi, bắn ra đánh hay thế. Ơ, trời cái phá đi. Thôi không sao, cho Quyland ăn mạng đi. Đấy, mất cống cướp rừng, cướp đồ coi như hoa là để đấy đấy. Rồi không sao, con búa đỏ nó ra vào chắc chắn thôi. Mình là thể chủ động á, mình sẽ cướp tiếp con búa đỏ thứ hai. Trong một trận đấu các bạn nhé, các bạn chỉ cần cướp hai lần một con búa thì các bạn sẽ lấy được cái lợi thế rất là nhiều so với rừng tím địch thôi. Đấy, nếu mà trận đấu thua thì chắc chắn là các bạn sẽ phải xem xét lại bản thân của mình thôi. Nhưng đuổi mình chỉ cần hai cái con búa này thôi thì chắc chắn rồi. Và bây giờ mình sẽ quá ghẻ con búa xanh một chút này, thử con này. Đấy, chắc chắn không ăn được rồi. Đấy, bởi vì đơn giản thôi, con búa xanh là thằng Quyland ăn đầu tiên, cho nên là cái việc nó tham mình con búa xanh, chủ động con búa xanh thì mình cũng thể cướp được, bởi vì mình phải cướp búa đỏ thôi. Đấy, game này thì mình sẽ bỏ con búa xanh nhá và sẽ chủ yếu cướp con búa đỏ. Và các bạn đều biết rồi, cướp búa đỏ thì sẽ có cái mặt tích cực của nó, đó chính là giảm trực tiếp vào sức mạnh của thằng Quyland của nó khi không có búa đỏ. Và cái thứ hai ấy là mình sẽ thêm được một cái thế chủ động nữa. Thì theo các bạn có thể là cướp búa đỏ với những cái vị tướng không có mana thì nó sẽ lợi thế hơn khi các bạn cướp búa xanh các bạn nhé. Đấy, cho nên các bạn có thể là thấy đấy, khi mình có một chút lợi thế với Quyland, khi mà Quyland nó bị yếu so với bản thân mình thôi, thì chúng ta nên chơi gì tiếp theo ạ? Chắc chắn rồi, đó chính là phải đập nó một hai mảng trong rừng cho nó chết. Khi nó búa xanh chắc chắn nó sẽ qua búa đỏ, sẽ qua khu vực búa đỏ nó phá. Thì là cái việc mình nằm ở trong cái búa đỏ này để bắt lẻ nó là một cái việc nó bắt buộc phải làm khi tất cả các bạn đã làm những cái việc đấy rồi các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy chưa? Chỉ là các bạn nói là anh ơi, làm sao để bắt thằng Quyland? Làm gì biết nó di chuyển đâu? Đơn giản thế em ạ. Khi một người quản tính đi rừng bình thường, khi ăn con búa xanh ấy, mặc dù biết con búa đỏ mất thì nó cũng sẽ phải qua cái khu búa đỏ để nó phám những con quả nhỏ. Thì chúng ta phải tận dụng vào những cái tâm lý của người chơi, chúng ta sẽ bắt nó ở trong cái khu vực búa đỏ đấy. Thì cho nên là nó sẽ thọt với mình rất là nhiều rồi. Khi thằng rừng thọt thì việc đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ có một trận đấu thắng 70% các bạn nhé. Chắc chắn 70% sẽ win. Còn 30% còn lại là trừ khi bản thân của mình nó đánh bị lỗi hoặc là bị kết lẻ các thứ linh tinh ấy. Xuất sắc. Và thêm đồng đội của mình nữa thì việc thua. Còn ví dụ bản thân các bạn đánh không bị lỗi ấy thì hầu như 70% các bạn sẽ win. Đấy, bởi vì Nakaroth mình rất tự tin rằng những bạn nào khán giả của Mưa Sướng mà xem những clip Nakaroth thì chắc chắn đó sẽ rất là bà cháy. Đến mùa này chắc chắn các bạn sẽ đánh hơn mình rất là nhiều. Really nigga?
đấy, mình chẳng quá là ra giết các thứ đính tính nổ của kinh nghiệm thôi. À thế có à? Kỹ năng thì mình là thật các bạn. Đây rồi. Ôi thật quý lén nhỉ. Đây chơi luôn đây rồi. Ôi. Cái phá để vô duyên nha. Cái phá để nói chung là hoát cả mắt. Vâng cũng sao các bạn nhé, và mình sẽ quay lại ăn con búa đỏ bởi con búa xanh nổ ra, nhưng mà mình đàn là không cướp. Vì cướp cái phá này rất là nguy hiểm vì có AD và SP nó ở đấy đó. Đấy. Thì xuyên suốt trong hai đấy là clip thứ hai để mình hướng dẫn các bạn cướp rừng ấy, thì các bạn có thể thấy được cái mặt lợi thế khi các bạn cướp búa đỏ đấy. Hai em luôn. Rồi, lướt ra sau lưng và chưa ba. Chào anh. Có hai em rất là ngon các bạn nhé. Đấy, có sai. Khi Nakroth mà chỉ cần có một chút lợi thế so với rừng nhỏ thôi, thì hầu như cái việc chúng ta có tần độ win 70% là có thật. Đơn giản các bạn ạ. Các bạn cần gì đi đâu đâu. Các bạn cứ qua, cứ đào cho mình hai cái khu rừng của nó là các bạn win. Cách win nhanh nhất ở đánh đơn ấy, đó không phải là cách các bạn đi gank, mà là cách các bạn phải win trong rừng của nó. Và đánh ở trong rừng ấy là cách win nhanh nhất của một trận đấu và chắc chắn nhất của một trận đấu. Cho nên là meta của Liên Quân từ ngày xưa đến giờ thực sự là mình chỉ nhớ là cái thời mua 3, mua 4 thì nó sẽ là tập trung vào con rồng. Con rồng rất là mạnh. Nhưng từ phiên bản này con rồng nó rất là yếu, cho nên hầu như các bạn có thể là ăn con rồng trừ khi thời gian rảnh rồi chúng ta mới ăn đó. Còn không hầu như chúng ta sẽ không đoái hoài gì con rồng cả các bạn nhé. Cho nên là các bạn phải cân nhắc khi các bạn chơi đánh đơn. Và các bạn, những clip của mình làm đều hướng dẫn các bạn đi đánh đơn để gánh tím nhé. Đấy, cho nên không phải đi đánh tím đâu. Ví dụ đánh tím chuyên nghiệp các thứ thì cái đó thì thực sự là mình không hướng dẫn được. Bởi vì là mình thực sự là không có tip. Mà có hướng dẫn tím thì hầu như anh em cũng bao giờ đã chơi tím đâu. Cho nên là đánh đơn của Lao là vẫn thiết thực nhất. Rồi. Thì mình sẽ xoay lại một chút. Đó là khi các bạn ăn cái con búa đỏ nó ở giai đoạn level 1 ấy, ở cái phiên bản hiện tại bên dưới ấy, thì nó vẫn sẽ còn hiệu quả các bạn nhé. Khi các bạn đi đánh đơn nhé, vẫn còn hiệu quả, rất hiệu quả. Cho nên các bạn có thể là tùy vào từng tình huống, chẳng hạn đầu clip này của mình đã ra lù sai nhá. Khó, chết mẹ mày rồi con. Xong mình giả vờ mình đi qua con búa đỏ của team mình ấy, thì thương thì còn tính các bạn nghĩ thằng nào là sẽ vào búa đỏ của nó. Xong bắt đầu mình lùi về, mình ẩn sai và mình quay ngược lại. Đấy là một cái mèo nhỏ nhỏ để giúp cho tất cả các bạn cách cướp rừng nhá. Đấy, chẳng nó quý lén thấy mình quán búa đỏ của nó thì nó cũng nghĩ thế tao quán búa sánh sẽ cung đương, sẽ ăn cung đương mày may. Đấy, nhưng ai biết được rằng là mình sẽ quá quay ngoặt ăn búa đỏ của nó đâu. Đấy là một cái mèo nó chúng tùy đơn giản nhưng mà rất ít người dùng. Đấy, kiểu như vậy đấy, cho nên nó rất là hiệu quả các bạn nhé. Rồi, thì nói chung là clip này thì các bạn có thể thấy rằng là hai clip của mình vừa làm thì đã hướng dẫn tất cả các bạn cách cướp level 1 của búa đỏ, búa xanh, thì nó cái nào hiệu quả các bạn sẽ dùng là các bạn sẽ biết rồi. Còn tiếp theo, những clip tiếp theo mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cách cướp rừng, ví dụ như là cướp rừng level 2 này, thám minh búa xanh này. Và có thể là không thấy nó di chuyển, không thấy rừng nó di chuyển. Không thấy rừng nó đâu, nhưng mình vẫn biết được nó ăn cái con búa gì. Tập 6 là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách không thấy được rừng nó, nhưng mình sẽ biết nó ăn con búa nào. Và cái con búa của nó khi nào ra nhá, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính như vậy, rất đơn giản easy. Chờ clip sau đó cứ 10 giờ sáng mỗi ngày thì mình sẽ đăng nhá. Còn bây giờ các bạn thấy rồi, quá đơn giản và easy rồi. Chỉ cần những cái thao tác đơn giản chúng ta có một trận đấu. Và cảm ơn các bạn đã xem clip và đừng quên ủng hộ cho mình một like, một share và một bình luận các bạn nhé, để mình có động lực để làm clip. Rồi, và bây giờ thì bye bye các bạn nhé. Bye bye.